Chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ review cho anh em mấy món đặc sản ở khu Hiệp Hòa Bắc Giang. Những nơi khác cũng có nhưng mà mỗi nơi sẽ có một vị khác nhau. Món này gọi là món gỏi cá đây. Đây. Đây anh em ơi, đây là món gỏi cá nhá. Đây là món gỏi cá này, gồm có tỏi này, hành này, cái chua này. Đây là cái hạt này được băm từ đầu cá và xương cá nhá, băm nhỏ cùng với thịt lợn các thứ này. Đấy, giềng xả các thứ, sau đó là mỡ lợn nấu lên. Đây là cá thái mỏng, rắc thính và giềng rang. Rất là ngon luôn. Đấy, gồm rất nhiều loại rau sống. Đây gồm có đơn mơ vọng cách, mình gọi là ăn gỏi. Ăn gỏi là phải có 5 loại lá đấy. Đơn mơ vọng cách. Đây là đinh lăng này. Đấy, túc tần ngải kiếu các thứ này. Có hết này. Đấy. Lá mơ, lá miếc này. Đây, cái lá này. Để cuốn để ăn gỏi rất chi là ngon luôn nhé.